Từ từ xe nha. Rồi chào anh. Hello. Mời quý vị các bạn về thăm tiệm hủ tiếu mì Tân Lâm Tỷ. 50 năm ba thế hệ. Mì khô luôn đi anh. Hủ tiếu khô mì khô Hoành Thánh. Cái tiệm này mà mình mấy bữa nay mình ở quên chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả. Hôm nay thì Holloman ở đây 3 ngày rồi. Bữa nay là trước khi về Sài Gòn là cái mình để đi ngang cái tiệm này, mình thấy cái tiệm này nhìn cảm giác rất lâu đời. Rồi hôm qua mình đi dài đây thì mình có nói chuyện với anh, cho anh chủ thì anh nói đây có quán này tới 3 đời lận. Và đã có tới và đời này đời thứ 3 rồi. Dạ chắc khoảng 50 năm rồi. Cho nên quyết định sáng nay khám phá thử ẩm thực. Quán mình người Hoa phải không anh? Dạ. Đó, giờ là rất sạch sẽ, rất tươi ngon. Này, anh cứ làm cho một vài bạn trước đi, anh quay cái xí cho nó đẹp. Rồi tới em xa. Mì này nhà làm hả anh? Đây có một chi nhánh duy nhất hả? Ở đây có một nhiều lắm, đông lắm. Cũng ở đây cũng 2-3 tiệm. Ờ, 2-3 tiệm mà đặt tên nè. Cũng có hồi trước thì mình ở dưới nhà với cô ở dưới. Dạ. Yeah. Chỗ xe Thiên Hương á. Dạ. Yeah. Nhà cổ già bà già, sau này thì anh em chia ra chi nhánh chia ra bán. Dạ. Yeah. Là tổng cộng ở Tân Châu mình có mấy quán anh? Tân Châu mình 4 quán. À, 4 quán cũng đặt tên này luôn. Ở một quán ở tại Vòng Cống quán. À, Vòng Cống một quán. Hay quá ha, vậy là coi như coi như là mấy đời trước truyền lại rồi, xong rồi bốn người con là có 4 quán. Dạ. Ở đây mấy giờ mình dọn ra anh? 6 giờ sáng. 6 giờ sáng, bán tới trưa. Tới trưa 11 giờ trưa mình nghỉ trưa. Dạ. Tới 3 giờ chiều mình bán lại. Dạ. Bán tới tối. Wow. Thơm quá, đứng đây không mà nghe cái mùi. Đúng cái mùi mì đã gọi là mì người Hoa đó. Mì Hoa đặc biệt là đứng gần cái mùi nó bốc thơm lắm luôn. À, cái mùi thơm nó khác lắm nha. Khác với cái hủ tiếu Nam Giang, khác với cái hủ tiếu mì của mình lắm. Thánh luôn, ngon quá. Đó mình Quỳnh Thánh khôi nước nha anh. Khô nè. Dạ. Ồ vậy cho em luôn tô giống vậy luôn đi. Làm trước cái tô luôn. Cũng làm đó, ở đây ngồi đầu bàn. Đấy vậy. Hủ tiếu khô. Thường kinh nghiệm mình hay đứng ngay cái quầy bếp là vậy đó. Ngay cái quầy người ta nấu xong nhiều khi mình đứng đó mình thấy có thêm gì đó, mình order thêm. Chứ lúc đầu là tính cái mì khô thôi, xong giờ thấy Hoành Thánh hấp dẫn quá làm luôn.
chú mày hay dắt mày nha. Ừ. Nay mì khô có khô bao nhiêu? Rồi, cho em một tô. Được rồi đó, cho em một tô mì khô hoành thánh. Đúng bài luôn. Mấy con ngồi chỗ nào sáng sủa? Về quay với quay bộ phim gì đây đó. Ô, nhìn cái giá trụng của anh, nhìn cái cây gỗ là biết rồi. Cái này chắc nó cũng phải ít nhất chục năm quá. Ba dắt nha. Ba dắt của chú nào? Ở chú nào cũng tới ba dắt vậy nha. Hai em nấu đen nó có tô ba dắt không? Tô của em hả? Cái này phải không? Ở trong á. Ủa chưa tới hả? Đây, tới liền. Tới liền, tới liền. Phải nhìn cái cảnh mà đi ăn mì mà thấy cái lắc này vui. Đó, lắc sau trụng đó. Đó, nghe điệu nghệ không? Không rớt ra ngoài nha. Nhưng anh đứng đây, anh đứng bán là bao nhiêu năm rồi anh? Riêng anh á? Khoảng mấy năm. Hai mấy năm? Wow. Rồi con cái có ai theo cái nghề này không? Không. Không hả? Mà nó đi chơi tối ngày. À, dạ. Nó nói làm nghề này cực quá, nó không chịu. Ờ. Đi học xong đi làm chỗ khác luôn, làm cái khác luôn. Không đó, một khi đi về dài rồi nó về nó tiếp mình đây. Dạ. Anh đến Sài Gòn hả anh? Nó mới lên Sài Gòn ngày hôm qua. Ừ. Đây. Hai mì khô, một tô rồi. Cái này khô dưới đâu nè, nấu chảnh đi phải không? Ừ. Cái này khô dưới bẩn luôn không? Đây luôn, đây luôn, đủ bàn. Tới vì Hoàng Thành khô nè. Hoàng Thành khô. Ừ. Đây bà xã anh hả? Ồ, wow. Như anh ở đây hồi xưa giờ luôn hay là hồi mới dạ. Sinh ra lớn lên đây luôn. Wow. Xin mời chị ạ. Nghe nói cái quán này là Sài Gòn dạng nhiều lắm á. Chúng ta là quán này rất là lâu đời á. Dạ. Dạ. Chị quận 5 hả? Ồ, quận 5 về đây. Sao chị biết quán này hay vậy? Ồ, chà. Bây giờ mới vừa nói xong. Dạ. Dạ. Rồi đây. Đó, cái sợi mì này là cái sợi mì nhà làm nè. Ừ, khác với cái mì trứng nha. Đó. Giờ mình thử không à. Thử cái vị sốt trộn nguyên thủy của đây là sao. Mì tư kêu thịt bằm với mì tư. Đổi đổi một tiếng nè. Mình sẽ pha theo cách của mình nữa. Đó, thêm một ít sa tế vô. Thơm quá. Rồi, thêm một ít sa tế. Thêm một ít nước tương nữa. Bển có ớt sắt không cho anh xin cái chén ớt sắt nha. Cái này ăn phải trộn ớt sắt mới đã. Đây. Rồi, mời bà con. Đó, đảo lên đảo xuống ô đây nè. Có đủ thứ hết nha, là có tim nè, có lưỡi nè. Có phèo nè. Tôm nè, có mực nè, có bào tử luôn à, đầy đủ hết.
nãy là thấy ông chủ ngồi, ông chủ trùng rất là kỹ luôn. Ê thiệt. Rồi mời bà con cô bác cùng dùng buổi sáng nha. Tại Tân Châu An Giang nha, đối diện cái kia là nguyên cái bản thị xã Tân Châu luôn. Trời mì thơm ghê luôn á. Thấy thêm chút hạt cần ở đây cho nó thơm. Tí cần nhiều nữa lát em nó mềm rồi húp nó ngon lắm, thơm lắm. Đây. Cật cật mềm giòn thật sự, cực tuyệt vời. Thấm hỏi luôn. Đã phải thêm cái này. À. Rồi, lại lên. À. Chấm mới đã. Rồi. Chấm miếng phèo này đó. Này cũng nóng hổi luôn. Một cái điểm mà thú vị nữa ở quán Tân Lâm Tỷ là buổi sáng ngồi đây là bên kia là cái sông, đối diện mặt tiền sông luôn, thoáng mát đẹp vô cùng. Cái này là view triệu đô đó, tiệm hủ tiếu mì view triệu đô ở tại Tân Châu á. À, cảm ơn chị. Đó, làm những bao tử nữa. Mình nghe ông chủ ở đây nói đây là mấy cái khách ở Sài Gòn xuống cũng hay ăn. Mình không tin, bữa nay mình thấy luôn rồi đó. Mực cũng thực sự giòn giòn quá. Mực tươi, vừa ngon vừa giòn. Nhưng mà nói thì nói thật sự là mình thích. Cái xoài mì đây hơi bị độc đáo. Thánh này. Quậy quá nó hơi nát một chút. Mà không sao cả. Dạ. Dạ đâu có. Ăn giới thiệu quán cho người ta. Dạ. Dạ. Dừa, em đúng không? Thấy quán nào ngon ngon giới thiệu cho bà con ta đi ăn. Giọng ngữ cá ngon lắm chúng ta. Dạ. Cá ở đâu chị? Được gì? Đường
Bình lên là em nhớ mình thành cũ á. Dạ. Ở đường đồng bán á đắt á. Ta bị tớt. Tớt thì không cay hết chứ. Ông quán này xuất sắc nha. Nhớ ăn mì khô nha bà con. À, ăn mì khô mới hưởng thụ được hết tất cả các cái vị. Làm một tô thập cẩm thì đủ hết, đủ vị luôn. Giờ phải thử cái nước nữa. Ồ, oh, wow. Tức là ngọt lắm. Ngọt từ xương. Đây, đặc biệt ở miền Tây trên bàn là có thêm hũ đường nữa. Nói chung là nước lan bình thường là đã ngọt mà còn thêm hũ đường nữa, nhưng mà cái nước lèo ở đây không có bị ngọt. Hòa quyện với mùi cần thơm vô cùng. Dạ chào anh. Nãy giờ ăn câu hả? Dạ. Ăn sáng chưa? Đang quay, đang quay. Trời, quán này mà không giới thiệu hơi uổng quá. Tới ba đời mà 50 năm. Quá đã. Bình thánh rất là ngon, cái bột mềm cũng dẻo, không có bị khô. Và trong cái nhân nó to đùng luôn, nguyên thịt bằm to đùng luôn. Ngon quá. Đậm đà khó quên. Trời, ăn quá trời luôn, vẫn còn thịt bằm quá trời luôn. Ở đây là số 159 đường Trần Hưng Đạo, khu Long Thị D5, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang. Dạ, quán hủ tiếu mì Tân Lâm Tỷ, view triệu đô tại Tân Châu. Và không những có view triệu đô mà chất lượng, khẩu vị tuyệt vời. Chào tạm biệt quý khán giả.